lại quên đáp trả netizen gay gắt khi bị tối nói đạo lý, vô ơn với cố nhạc sĩ Thanh Bình. Lùm xùm về số tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Ngay lúc này, đã có rất nhiều nghệ sĩ lên tiếng bênh vực đàn anh. Là người có mối quan hệ khá thân thiết với nghệ sĩ Hoài Linh, mọi động thái của Lệ Quyên cũng được cư dân mạng chú ý. Trước đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm: thực sự là thói đời cười ra nước mắt, phù thịnh chứ không ai phù suy nhỉ, có cái gì xót xa trong lòng. Điều này đã khiến nhiều netizen cho rằng nữ ca sĩ đang cà khịa Phương Hằng. Ngay sau đó, Lệ Quyên lập tức đăng đàn đáp trả cực gắt: đừng cố gắng hăng say vào đây bóp méo mọi chuyện, lời hay ý đẹp đọc mà tu thân cũng kiếm chuyện thì sai quá sai rồi. Chúc cả nhà an vui mạnh khỏe vượt qua mùa dịch. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ 10 kiểu khẩu nghiệp tuyệt đối phải tránh lên trang cá nhân. Thế nhưng mới đây, Lệ Quyên bất ngờ bị một netizen tố nói đạo lý, vô ơn với nhạc sĩ Thanh Bình, che đẻ của ca khúc Tình Lỡ làm nên tên tuổi mình. Cụ thể, bình luận đó nói Lệ Quyên: thay vì ở đây cà khịa, nói đạo lý thì nên làm hành động gì thiết thực hơn đi chị. Nhờ ca khúc Tình Lỡ đưa tên tuổi chị đi lên, vậy mà cha đẻ của Tình Lỡ qua đời trong nghèo khó thì chị không có một động thái nào. Không dám nhận là fan nhưng nghe nhạc của chị không dưới 10 năm, lần này thực sự thất vọng về chị. Không để cho người khác có cơ hội đặt điều về mình, ngay lập tức nữ ca sĩ đã đáp trả bằng lời lẽ đanh thép bên dưới: em thân mến ơi, chú Thanh Bình mất lâu rồi, sao em bới móc kiếm chuyện về em? Chị nói em nghe và luôn thể thông báo cho ai đang lấy chuyện này ra để kiếm chuyện nghe cho rõ nhé. Có vong linh chú chứng cho chị, năm đó biết hoàn cảnh của chú khó khăn, quỹ tình nghệ sĩ của tụi chị làm đêm nhạc ở phòng trà không tên của chị và chị là người tận tay mang đến gặp chú, nắm tay nói chuyện với chú, tặng chú mấy chục triệu để dành. Gia đình chú đều biết rõ, khi chú mất, chị không có ở Sài Gòn, cũng không biết rõ thông tin. Lúc đó chỉ nhờ trợ lý đến viếng. Chú có tiền nhưng không biết ai giữ và chịu trách nhiệm đám tang để khổ sở như vậy, đó là chuyện gia đình chú, chị không biết và không dám tham gia. Chị nói cho em nghe, chuyện này nhiều năm rồi, làm được gì tụi chị vẫn âm thầm làm. Tin này không có trên báo đâu em, để nó trong tâm khảm thôi, em rõ chưa, hỡi em. Lập luận rõ ràng và chắc chắn của nữ hoàng phòng trà khiến netizen kia xấu hổ và xóa comment ngay sau đó. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã không ngần ngại chụp lại màn hình và đăng lại để cho những ai chưa kịp đọc biết được thông tin. Cô bức xúc chia sẻ thêm: bao nhiêu năm, giờ Quyên nhớ như in chiều hôm đó, chú gầy gò mà vẫn mặc đồ tươm tất vì biết Quyên đến thăm. Chú bảo chú còn nhiều bài hay lắm, không phải chỉ Tình Lỡ đâu. Quyên nói vậy khi nào chú cho con hát nha. Rồi hay tin chú ngã và mất luôn. Khi đó Quyên không ở Sài Gòn, buồn lắm, giờ bắt buộc phải nói một lần, không thì không yên với những kẻ cho mình là nhân nghĩa. Từ chiều đến giờ em xóa mấy lần rồi vì em không muốn nói, nhưng tưởng hay nên cứ vào đai đỉa, bắt buộc phải nói, ức ứa nước mắt. Xin lỗi vong linh chú lần nữa. Qua những chia sẻ của nữ hoàng Bolero, người hâm mộ phần nào biết thêm được mối quan hệ thân thiết giữa cô và cố nhạc sĩ Thanh Bình. Dù chưa bao giờ nói ra, song Lệ Quyên vẫn luôn yêu quý, trân trọng công sức của cha đẻ ca khúc Tình Lỡ. Lệ Quyên là một trong những nữ ca sĩ có tầm ảnh hưởng nhất showbiz Việt. Tên tuổi của cô gắn liền với các ca khúc Bolero, chữ tình sâu lắng, chứa đựng nhiều cảm xúc như Tình Lỡ, khúc tình xưa.